Dạ vâng, em Thành, ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý anh chị cô bác nhà mình. Với tầm hơn 400 triệu mà các bác muốn mua một chiếc xe phân khúc 5 chỗ gầm cao số động máy xăng, thì hôm nay đây em Thành xin giới thiệu đến các bác một nhà mình một chiếc xe Hyundai Tucson màu đen sản xuất năm 2013. Đây là phiên bản số tự động một cầu máy xăng đầy cảm giác. Tình trạng xe thì tất cả đều là nguyên bản và zin hết, máy số zin và keo chỉ zin, kính zin hết các bác nhá. Xe thì bên em Thành cam kết xe không tai nạn, không đụng và không ngập nước, pháp lý bảo hành đầy đủ và rõ ràng. Bên em Thành bán xe thì giá rổ được công khai và giá bao rút hồ sơ nhá. Chiếc xe nào cũng vẫn đều bao rút hồ sơ hết, kể cả với chiếc xe chỉ có mấy chục triệu thôi. Đấy, bên em Thành kiểm soát đầu vào cũng rất là khắt khe các bác nhá. Đấy, nên các bác cứ yên tâm. Tình trạng của chiếc xe này thì như em Thành đã nói ở đầu video là xe này zin hết các bác, zin hết không lỗi làm gì. Đó. Ngoại thất màu đen, nội thất cũng màu đen luôn các bạn. Số động một cầu máy xăng các bác nhá. Đấy, là chiếc xe này bên em Thành đang chào bán hơn 400 triệu, chưa đến 450 triệu đâu các bác nhá. Đó, 2013 thì chiếc xe đã được nâng cấp về cái option, nâng cấp về option, về la răng và cụm đèn pha các bác nhá. Đó. Đây, la răng thì 5 chấu kép này các bác nhá. Đấy, lốp lát thì đi vẫn ok, vẫn tạm ổn, đi thoải mái được các bác này. Đèn pha thì bi cầu rồi này. Đấy, và có đèn bi cầu này. Đấy. Từ đời 2012 quay trở lại thì không có đèn bi cầu, như 2013 đã được trang bị đèn pha bi cầu rồi các nhá. Đấy, đèn chiếu gầm thì cũng thế thôi. Và mặt cản ca năng thì cũng vẫn vậy thôi. À, mặt cản ca năng, mặt cười đây các bác nhá. À, chiếc xe này vẫn được trang bị động cơ máy 2.0 các bạn. Đây các bạn nhìn này. Các chi tiết ốc nháy này, ốc chân máy còn nguyên bản đây các bác nhá. Rồi, khoang động cơ này về bên em Thành đã rửa dọn sạch sẽ, thơm tho. Đấy, cụ giảm sóc này, các phần tai đèn vẫn là nguyên bản, ốc cabo đấy ạ. Đấy, rồi keo chỉ đây các bác nhá. Đó. Xe này không lỗi làm gì. Không lỗi làm gì đâu các bác nhá. Đấy. Đây có xi nhan ở trên gương này, toàn đèn nét rồi các bác này. Đấy, chiếc xe này có đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2024. Họ đăng kiểm đến tận cuối năm được các bác nhá. Lốp lắp này. Đó, cả bốn quả lốp, khe rãnh còn sâu. Đấy, tay lắm cửa phía một chạm được trang bị trên cánh lái và cánh phụ này. Kính này, 2013, kính zin hết các bác nhá. Phía bên trong nội thất đây các bác nhìn này, các chi tiết táp ly này. Rồi cái phần da ở trên cái cánh cửa này đều nguyên bản. Rồi keo chỉ đây. Đó, keo chỉ đây. Đó, cái phần này thì bác chủ cũ đã dán cái đề can giả carbon. Đấy, nhìn cho chiếc xe rất nổi bật và rất đẹp. Đó. Đầu đài thì vẫn là nguyên bản theo xe nhá. Xe này thì được trang bị hỗ trợ đầu đèo này. Đấy, cân bằng điện tử này. Đấy, cái lún xoay. Lún xoay này bị mất một bên. Nhưng không sao, cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của chiếc xe các bạn. Có nút đèn lọc start top, vô lăng 4 chấu tất cả con phím bấm đầy các nhá. Đấy, tăng giảm âm lượng bài này, điều chỉnh lên xuống này, rồi cruise control, set tốc độ đầy các này. Đó, set tốc độ đầy các nhá. Đèn lọc start top này, bên này có cái nút gì không? À, cũng không có cái gì cả. Đây, vô lăng củ số này. Bậc tì tay rất là to và vững chãi, có cổng sạc 12V. Đấy, cổng cắm tẩu này, cổng cắm tai nghe, cổng cắm USB có đầy đủ hết, trang bị hết các nhá. Đó. Học đèn đồ này. Đấy, chiếc xe này thì có trang bị đèn, có gương điện chống trôi lóa này, và có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama đây các bác nhé. Đó, nhìn chiếc xe rất là đẹp. Phần khúc 5 chỗ gầm cao các bạn. Đấy, đi dòng Tucson vẫn là sướng, vẫn là đỉnh các bạn. Đấy, đây. Đấy, em quay cái táp ly 4 cánh cửa để cho các bác xem và cảm nhận vẻ đẹp của cái chiếc Tucson màu đen này các bác nhé. Đợt trước thì em có về chiếc 2014, rất nhiều bác hỏi nhưng mà em đã bán rồi. Em lại về bù cho các chiếc xe này đây đấy. Đấy, các bác nào mà yêu thích cái dòng này thì hãy nhanh tay liên hệ với anh Thành để đặt lịch đến xem xe và chốt sớm mới chắc. Chứ không các bác lại cân đối, lại phải hẹn các bác lượt sau. Đâu phải lúc nào cũng tìm được một chiếc xe đẹp, xe chất. Đấy, đâu ạ. Đấy, nên các bác không nên cân đối lâu. Đấy, có thông tin là mình bàn bạc với gia đình, vợ con rồi mình chốt sớm đây các bác nhé. Đấy, xe này để máng nước đinh tán của máng nước vẫn nguyên bản trong xe. Cái dòng này thì cái khoang chứa đồ thì rất là rộng rãi này. Đấy, nốt dự phòng rồi kích này, có đầy đủ hết, nguyên bản hết các bác nhá. Đây. Đó, keo chỉ này. Đây. Phía đằng sau có cam lùi rồi này. Có một hai mắt cảm biến, có phanh này. Đấy, có đèn báo phanh trên cao này, rồi có gạt mưa phía đằng sau đây các bác nhá. Đèn này. Đấy, toàn đèn nét luôn các bạn, rất sáng luôn các bác nhá. Đó. Tucson 2013. Đấy, 2013. Đóng cửa vào các bác nhìn này, form dáng này. Đấy, các chi tiết táp ly này, gương kính chỉnh điện, cụt xoay điện,
Đấy, ghế lái chỉnh điện nữa các bác nhé. Đó. Đây. Đây chưa? Một chiếc xe rất là trường, nhìn chất là trường, chắc chắn. Rất khỏe khoắn các bạn. Bác nào yêu thích và quan tâm về chiếc Hyundai Tucson màu đen 2013 này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và liên hệ với anh Thành sớm để mình cùng đến xem xe và trải nghiệm xe các bác nhé.